Dậy đi con. Thằng này. Chưa rồi. Dậy đi. Vâng. Còn sớm mà bà. Dậy đi. Sớm gì nữa. Dậy đi đi mà con đi chợ cho bà. Mày dậy đi này. Dậy đi. Chưa rồi. Trời ơi, giờ này mày còn chưa dậy à con? Mày cái gì đấy?